Cao nguyên mang vẻ đẹp hoang sơ, giữ nguyên vẹn nét mộc mạc bình dị. Đến với Bắc Hà, có một điểm hẹn không thể bỏ qua, đó là chợ phiên. Đây là phiên chợ vùng cao lớn nhất và nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc. Đây là bán gì đấy ạ? Rượu. Bán rượu ạ? Ừ, rượu gì đấy hả bác? Rượu ngô. Rượu ngô ạ? Bà Hà có rượu ngô. Cái này mấy ông thằng chế, thằng nắng nó của ao đạt, thằng chế của ao đạt, nhưng mà nó tin phá bao rồi. Ấn tượng về phiên chợ này có lẽ chính là sự nhộn nhịp, đầy màu sắc và đậm chất của vùng cao. Nơi đây không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, mà còn diễn ra rất nhiều các hoạt động giao lưu, gặp gỡ bạn bè, người thân. Phiên chợ họp vào chủ nhật hàng tuần vẫn giữ nguyên vẹn những nét tinh túy trong văn hóa sinh hoạt của người dân tộc. Con này bao tiền ạ? 800 ạ. Đây, 800. Đi một vòng quanh chợ, sẽ thấy cơ man các đồ trang sức lấp lánh, váy áo thổ cẩm, cùng đa dạng những vật dụng, công cụ lao động, nông sản. Hay khu chợ chim Bắc Hà, với rất nhiều giống chim quý, và đặc biệt là chợ trâu. Đến chợ Bắc Hà thì món thắng cố là một trong những đặc sản nổi tiếng của cả vùng Tây Bắc. Những chảo thắng cố bốc khói nghi ngút nằm ở một góc chợ Bắc Hà cũng là một đặc điểm thu hút du khách đến với phiên chợ vùng cao này. Chia tay phiên chợ náo nhiệt, chúng tôi đi xa hơn khỏi thị trấn. Những ngôi nhà của đồng bào dân tộc nơi đây vẫn giữ nguyên được nét đẹp hoang sơ và mộc mạc. Nằm ẩn mình giữa những cánh rừng, cuộc sống của họ bình dị, chan hòa với thiên nhiên.
Bắc Hà được mệnh danh là cao nguyên trắng bởi những đồi hoa mận, hoa mơ bạt ngàn, phủ một sắc trắng tinh khôi lên khắp núi rừng vào mùa xuân. Đến với Bắc Hà lần này không phải là vào mùa hoa trắng, nhưng lại đúng dịp mùa mận chín. Mận tâm hoa đã trở thành biểu tượng du lịch của Bắc Hà. Bắt đầu chín từ đầu tháng 5, nhưng chín rộ nhất vào đầu tháng 6. Đây là giống mận địa phương, phù hợp với khí hậu của vùng cao. Cây trồng này phát triển tốt và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Đến mỗi mùa mận chín, khắp Bắc Hà lại dậy lên hương vị của những trái mận căng mọc. Hành trình đưa chúng tôi đến với Tả Củ Tỉ. Một cái tên thôi nghe đã rất hấp dẫn và tò mò với đa số những người đam mê xây dựng. Là một xã nằm ở vùng cao, cách thị trấn Bắc Hà khoảng 40 km về phía đông. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, Tả Củ Tỉ được vây quanh bởi những dãy núi đá vôi cao ngất, mờ mịt sương mù. Lần theo những con đường mòn để lên núi, những bản làng nằm rải rác giữa những cánh rừng là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và khác lạ. Cho tới khi lên đến tận cùng của dãy núi cao, chúng tôi được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang đặc trưng của núi rừng Tây Bắc đang vào mùa cấy. Chị ơi, cái này là mình đang làm cái này là để làm gì chị? Đây là gì ạ? Du. Là du. Có phải cây lúa không ạ? Đấy. À, chính là cây lúa đấy ạ. Bây giờ mình nhổ đây để mình đi lên kia để mình cho vào ruộng bậc thang đúng không chị? Đúng. Giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa đang là hướng đi mà du lịch Bắc Hà đang hướng tới.
không có nhiều lợi thế về điểm đến hay các khu nghỉ dưỡng. Nhưng Bắc Hà đang nỗ lực để níu chân du khách bằng chính những điều bình dị nhất, đem tới những trải nghiệm được sống, được làm với chính người dân tộc nơi đây. Tôi cho rằng cái bản sắc về văn hóa là cái quan trọng nhất. Cái tiếp theo là cái về cái văn à, về cái cảnh quan thiên nhiên. Ở Bắc Hà nó có rất là nhiều cái sản phẩm du lịch và nó rất có nhiều cái cung tuyến và chúng ta có thể khai thác được. Thì chúng tôi cũng tổ chức cái việc là cùng nhau đi khảo sát, đi thực địa ở các địa điểm đấy. Và chúng tôi cố gắng là khi đi các cái địa điểm đấy và chúng tôi xây dựng lên nó thành một cái tuyến điểm hoặc là cái tour để cho khách trải nghiệm. Nó gần như trở thành một cái sản phẩm. Thì trong cái sản phẩm này thì chúng tôi xác định được là cái thời gian, cái lịch trình, cái lộ trình để làm sao nó phù hợp với từng nhóm đối tượng khách, từng nhóm lứa tuổi và phụ thuộc với cảm xúc của khách. Tôi cho rằng cái cảm xúc của khách đi du lịch là một cái cũng rất là quan trọng. Buổi sáng ở bản Liền, chúng tôi thức dậy bởi âm thanh từ khu bếp của ngôi nhà. Ngay từ sáng sớm tinh mơ, những thành viên trong gia đình người dân tộc Tây ở đây đã tất bật với công đoạn làm bánh dày. Món bánh dân gian này được làm bằng xôi, giã thật mịn, nặn thành hình tròn dẹp và có nhân ở bên trong. Loại bánh này thường được người Tây làm vào dịp lễ Tết, cúng mừng vụ lúa mới, lễ cưới hoặc là lúc có khách quý tới chơi nhà. Khách du lịch đến ngôi nhà của bạn, bạn thường cho du khách trải nghiệm nhiều gì? Sáng thì đi nhặt trứng vịt cùng mình, còn giá bánh dày. Lúc thì giá cốm lại cùng làm khổ lam, trời nắng đẹp này có thể cùng mình xuống gặt lúa. Như khách nhất là thích về cái đấy, còn là đến hái chè nữa, khách nhất là thích về những trải nghiệm như mình. Tức là người ta sẽ được sống với một cuộc sống của người đồng bào dân tộc Tây. Tất cả những cái gì mà gia đình mình có là người ta có thể tham gia. Tham gia cùng mình làm và cùng mình thưởng thức món đấy luôn, cùng mình làm. Tại các bản xa xôi của Bắc Hà, du lịch cộng đồng đang ngày càng phát triển. Những người dân tộc thiểu số vốn quen với núi rừng thì nay lại học cách tu sửa lại ngôi nhà sàn truyền thống để khang trang, đầu tư thêm nội thất, xây dựng công trình phụ, nhà vệ sinh, nhà tắm sạch đẹp, học cách nấu các món ăn hiện đại và truyền thống của dân tộc mình. Và chính bản thân họ cũng dần trở thành hướng dẫn viên du lịch. Màu sắc văn hóa của các dân tộc Bắc Hà ấy, vẫn đang còn rất là đậm nét. Với khách du lịch nước ngoài thì điểm hấp dẫn với Bắc Hà chính là cái điểm đến hấp dẫn của Bắc Hà chính là bản sắc. Vì thế cho nên là trong cái phát triển cộng đồng, bọn mình cũng đã lựa chọn và cũng cố gắng là trong các hoạt động thì cố gắng là để nguyên những cái bản sắc của họ, không can thiệp quá nhiều. Chỉ dạy chỉ hỗ trợ họ để phát triển những cái năng lực, ví dụ như là năng lực về phát triển về làm du lịch, cách đón khách, rồi dạy ngoại ngữ để cho họ có thể ứng xử kịp thời với cả du khách, ứng xử được với cả du khách trong cái việc đón khách hoặc là hiểu du khách, hoặc là dạy các bạn ấy nấu ăn để có những cái món ăn phù hợp còn với những cái bản sắc văn hóa, ví dụ như là những cái ngôi nhà làm homestay ở trong một số nơi như Tả Cù Tỉ hay Bản Liền thì là chính là ngôi nhà đang ở của người ta được cải tạo lại chứ không phải là xây dựng mới.
Thì đấy là cái cách mà bọn mình cũng muốn là không can thiệp quá nhiều vào văn hóa. Cái bản sắc đấy nó vẫn được giữ gìn, nó tự nhiên như là cái hơi thở của người dân ở đây khi mà người ta vẫn đang sinh hoạt bình thường. Anh em con người năm nay đua năm thứ mấy rồi anh? Năm thứ hai ạ. Năm thứ hai ạ. Năm ngoái là được giải gì không anh? Năm ngoái được vào vòng 16 thôi. Năm nay đua đầu tiên nó không biết đi mấy, chắc là chỉ đi chơi thôi. À. Chế độ ăn với chế độ luyện tập nó phải cách cái giải đua này phải khoảng tháng rưỡi. Khi các sườn đồi của vùng đất cao nguyên Bắc Hà chiếm chịt những chủng mận căng đỏ, cũng là lúc những chú ngựa thồ cùng người chủ của mình tạm gác công việc nương rẫy thường nhật, háo hức chuẩn bị tham gia vào giải đua ngựa truyền thống. Không phải là một giải đua chuyên nghiệp, đua ngựa ở Bắc Hà là một cuộc đua của những người nông dân, và ngựa đua vốn là những con ngựa thồ. Điều đặc biệt ở giải đua ngựa ở Bắc Hà đó là đua mộc. Những này cưỡi ở trên lưng ngựa không có yên cương, không có bàn đạp giữ chân mà chỉ có đai buộc ngựa để điều khiển. Lễ hội đua ngựa ở Bắc Hà là ngày hội để thử thách lòng gan dạ, nhanh nhẹn của người chơi và đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của người dân vùng cao Tây Bắc. Mỗi lần đi xem đua ngựa thì em cảm xúc của em như nào? Em cảm thấy vui không? Em cảm thấy rất vui và rất tự hào về xã mình với đội của mình. Cổ vũ hết mình để cho nó có cái tinh thần nó vượt qua mọi khó khăn. Rất mong về mình được ngồi trên con ngựa đây mình thử một lần. Vẫn là các chàng trai người dân tộc địa phương, vẫn là những chú ngựa do chính họ nuôi dưỡng hàng ngày để thổ hàng, kéo cày, làm nương. Nhưng khi vào cuộc đua, lại mang tới cho khán giả những màn biểu diễn hấp dẫn, những cuộc so tài nóng bỏng. Ở lưng chừng núi, Bắc Hà mang tới một vẻ đẹp dung dị, gần gũi và tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Không ồn ào, nổi tiếng, nhưng Bắc Hà lại mang trên mình một vẻ đẹp rất riêng mà không nơi nào có được. Một chút đẹp hoang sơ, pha lẫn với sắc màu lộng lẫy của những trang phục người dân tộc, như những bông hoa sặc sỡ, tô điểm cho núi rừng.